Hải Đăng xin kính chào quý khán thính giả của Lido Sài Gòn TV trên hai băng tần 18.9 và 56.7. Xin quý vị, ngày hôm nay Hải Đăng có mặt tại chùa Huệ Quang, là đứng trong chánh điện của chùa Huệ Quang, và cũng là nơi diễn ra lễ đón giao thừa rất là đặc biệt, và được đài Lido Sài Gòn TV sẽ trực tiếp thu hình vào đêm ngày hôm nay, đêm giao thừa. Và đứng cạnh Hải Đăng xin giới thiệu với quý vị là sư thầy trụ trì thượng tọa Thích Minh Mẫn, là trụ trì của chùa Huệ Quang. Và xin sư thầy nói chuyện với lại quý khán giả của Lido Sài Gòn TV. Chào Hải Đăng, hôm nay Hải Đăng đứng trên chương trình của Lido Sài Gòn TV cho ngày đầu năm 2019. Kính thưa bà con đồng hương và khắp nơi trên thế giới và khắp tiểu bang Hoa Kỳ, hôm nay vào giờ phút này là 6 giờ 5 phút ở miền Nam Cali. Dẫu rằng trong những ngày trong những tuần qua, chúng ta thấy rằng mưa rơi tầm tã ở miền Nam California xuyên suốt, ướt át rất là nhiều. Tuy nhiên là không, cái ngày Tết Nguyên Đán vẫn thực hiện như hàng năm. Ngôi chùa Huệ Quang là một ngôi chùa nằm ở trung tâm của thành phố Orange County, miền Nam California, là thủ phủ của những người Việt tị nạn ở tại Lido Sài Gòn, Bonsa ở Phước Lộc Thọ, như quý vị đã biết rồi đó. Thì hôm nay chúng tôi muốn tường trình một số chi tiết mà quý vị cần để biết, và rất là mong là không biết chùa Huệ Quang tổ chức năm nay đó ra sao. Và nếu mà trời mưa như thế này qua xuyên suốt, như quý vị đã mở trên iPhone đã thấy được là mưa xuyên suốt cả mấy ngày qua và đêm giao thừa và ngày ngày 11, thì chúng tôi sẽ tường trình cho quý vị cập nhật và sinh hoạt của chùa Huệ Quang hợp tác với Lido Sài Gòn TV. Mặc dầu là chúng tôi ở bên ngoài mưa sẽ chuẩn bị mưa, nhưng mà chúng tôi thực hiện trong của đại điện của chùa, trong cái khu vực ở đây rất là hoành tráng. Và chúng tôi sẽ thưa với quý vị rằng trước hết thì chúng tôi nói hôm nay là ngày cận Tết, chỉ còn vài phút nữa là dài 3 tiếng nữa là 6 tiếng nữa là chúng ta đã bước sang năm mới, là Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán là một lễ Tết truyền thống của những người Việt tị nạn, và dầu ở xa quê hương cách mấy, giữa hai bờ đại dương ngăn cách, chúng tôi vẫn đem cái văn hóa và tập tục cái ngày lễ Tết Nguyên Đán gọi là Lunar New Year, để chúng ta thấy rằng, để cho con em của chúng ta có cái dịp cơ hội để đi tham quan, dự lễ, đốt nhang, lì xì, phát lộc và coi đốt pháo Hải Đăng. Và kính thưa quý vị, sư thầy cho con hỏi là bây giờ cái chương trình là gặp dù là thời tiết có thể mưa lớp phớt, nhưng mà quý đồng hương chùa vẫn thực hiện chương trình đón giao thừa vào đêm ngày hôm nay và trong tại chánh điện của chùa, phải không sư thầy? Thưa quý vị, chúng tôi sẽ nói cho quý vị biết rằng là trong từ giờ phút này là Lido Sài Gòn sẽ thực hiện dân chương trình văn nghệ và mở màn cho một cái chương trình ở trong cái đêm giao thừa của năm Kỷ Hợi 2019. Tại miền Nam Cali là một cái vùng đất rất là màu mỡ, và người Việt tị nạn được cái may mắn đến đây để định cư tại xứ sở này. Chùa Huệ Quang là một cái ngôi chùa nằm ở trong thành phố này, đã đứng đầu trong cái việc tổ chức cho cái lễ truyền thống của đêm giao thừa, khởi đầu trong một tuần lễ của từ đây tới rằm tháng giêng. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Vậy thì bắt đầu từ giờ phút này. Giờ phút này là chùa Huệ Quang sẽ thực hiện mở chương trình. Quý vị mở lên băng tần 56.7 nha quý vị. Gọi bà con của mình 56.7, và ở các tiểu bang ở xa thì ở Canada và các nơi khác thì xin quý vị mở cho Galaxy 19. Và nếu ở Việt Nam, ở Úc Châu, Âu Châu thì xin quý vị nhắn cho là ledosigontv.com. Quý vị mở ra hoặc là mở chùa Huệ Quang. Hoặc một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại, mở trên băng tần của Gali 19 ở cấp địa bang và ở Việt Nam, ở các nơi thì xin mở ledosaigontv.com. Bây giờ thì chúng tôi nói rằng đêm nay thì một cái đêm mà có thể một số ít mưa, nhưng mà không lớn lắm, và bà con chúng ta chuẩn bị chỉ cần mặc áo ấm và có một cái dù nhỏ, từ cái dù lớn, qua có thể dù lớn có thể che người khác và có thể đụng vào mắt. Thứ hai nữa là quý vị sẽ nhớ là bước chân đi phải có những cái vũng nước rất là quan trọng, có thể trơn trượt, dấp ngã. Nếu các cụ lớn tuổi thì xin quý vị ở nhà thắp nhang. Và trong cái buổi lễ giao thừa trước 11:30 thì có một buổi trang kinh cầu an
cầu nguyện và đốt đèn để cầu nguyện cho một năm. Thì các cụ ở nhà cùng với, nếu là 10 Phật tử thì chúng ta sẽ tụng kinh với các thầy. Nếu là những người niềm tin khác thì cầu nguyện cho đất nước và trái đất này luôn luôn là xanh tươi màu mỡ như những cơn mưa mà chúng ta hằng mong ước. Ở miền Nam Cali là một miền Nam rất là khô cằn, nhiều ít mưa, nhưng mà năm nay được ưu đãi như quý vị đã cầu nguyện làm sao cho miền Nam này có nhiều mưa thuận gió hòa. Thì hôm nay ơn trên đã cho chúng ta những cơn mưa xuyên suốt cả 2-3 tuần lễ này. Vậy thì có những người như hoàn cảnh của chúng tôi tổ chức ra đây, đất giao thừa này có trở ngại không? Dạ thưa không. Chúng ta sẽ tổ chức trong cơn mưa, và có những cơn mưa đó, có những cái chương trình văn nghệ vẫn tiếp tục, mặc dầu không lớn lắm như hàng năm, nhưng mà chúng ta tổ chức ở trong đại điện của chùa và diễn hành ở ngoài dưới những cơn mưa. Cầu nguyện Đức Mẹ Quan Thế Âm cho chúng ta giọt nước cam lồ tắm mát, cho những hàng cây và cây cối ở trên trái đất này có nước để sinh tươi, và miền Nam California, những ao hồ ở trong vùng này có đủ nước để chúng ta mà chúng ta đã từng mong ước. Vậy thì chúng ta mong ước bây giờ có mưa thì lại chúng ta lại thăng trách là gì? Cho nên tắm mát, chúng ta ở đây ngày hôm nay giờ phút này, bây giờ là 6 giờ là 15 phút rồi, gần 15 phút, và chương trình sẽ tiếp nối những cái chương trình văn nghệ trong mượn ở tránh địa của chùa. Phật ở trên ngồi ở trên đó, dạ. Ông nhìn xuống là con của mình ở đây có những cái sinh hoạt đó, chỉ cho tạm dung ở nơi đây trong một khoảng khách để rồi tiếp tục chúng ta những chương trình khác, thay vì những cái chương trình văn nghệ cầm tay sẽ có tiếp tục ở bên ngoài. Sau đó thì chúng tôi xin nhắc lại là cơn mưa có thể có vào lúc bắt đầu 9 giờ và cho đến 1 giờ khuya, tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục và nhẹ nhàng trong cái chương trình và tiếp tục chương trình, mời quý vị đến để tham dự. Những bà con mặc áo dài, anh chị em mặc áo dài đẹp và đi, xin nhớ là cẩn thận trong những ao nước, dũng nước của trên những con đoạn đường. Và các bạn đốt pháo cũng vậy. Đốt pháo năm nay rất là ướt át và đốt pháo có nhiều cảnh sát với sự nhu cầu của nhà chùa. Fire Department sẽ control những cái hàng pháo đó. Nếu quý vị mà đốt pháo mà liện vào người hoặc là thảy nguyên phong pháo thảy ra ngoài đường mà đốt một cách bừa bãi thì e rằng sẽ không may mắn cho các bạn. Xin các bạn nếu mà đậu xe mà chở nguyên xe pháo thì cẩn thận, cho có thể xe quý vị có thể bị câu hoặc là cảnh sát sẽ giữ cho quý vị đó. Chúng tôi mong rằng chương trình đốt pháo của chùa chỉ là khao đao ở trong nhà chùa mà thôi, còn tất cả những cái pháo gọi là firework thì ở bên ngoài mà quý vị đốt lén thì sẽ có những cái tai nạn có thể xảy ra. Xin các bạn nào đó có chuẩn bị trước và để đem đến để đốt để cho cái ngày Tết Nguyên Đán thì xin rất là cẩn thận. Nhà chùa không chịu trách nhiệm, chúng tôi nói là nhà chùa không chịu trách nhiệm vấn đề lighting mà có thể xảy ra, có thể khói, có thể dính vào mắt, có thể văng vào chân, vào áo, thì không thể nào mà chúng tôi kiện quý vị có thể kiện sư của chúng tôi, mà chúng tôi chỉ mong rằng quý vị giữ cẩn thận cho ngày Tết Nguyên Đán. Dạ, cảm ơn Thượng Tọa. Và con cũng xin Thượng Tọa cho quý khán giả của Little Sài Gòn TV biết là ngoài cái chương trình để đón giao thừa vào tối ngày hôm nay thì ngoài ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì chùa Huệ Quang có những chương trình đặc sắc để cho phục vụ quý đồng hương của Orange County và cả khắp nơi ở California, Hoa Kỳ. Cảm ơn Hải Đăng. Dạ. Thưa quý vị, những người con Phật như chúng tôi đó thì dầu bất cứ hoàn cảnh trở ngại nào mà chúng tôi đó thì cũng có thể đem lại những cái nét đẹp văn hóa, nhất là đêm giao thừa. Và đêm giao thừa đêm nay cũng như hàng năm chúng ta sẽ có những lân múa, chúng ta cũng có những cái phát lộc cho mai. Mai là hiện tượng của cái ngày đầu năm và đào cũng là một hiện tượng Tết của ngày đầu năm. Và bánh chưng ở miền Bắc, bánh tét ở miền Nam. Mà chúng ta sẽ có những cái sinh hoạt đó. Và chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có những lộc lì xì. Năm nay có lộc lì xì, lì xì hàng năm. Và chúng ta sẽ có những cái buổi cầu an và diễn hành. Không có đi vòng ngoài lắm, nhưng mà từ trong chùa ra trước tượng của Đức Quan Thế Âm để cầu nguyện. Và chúng tôi thắp đèn và chúng ta sẽ trao đổi những cái món ăn bình thường là những cháo, thực phẩm mà chúng ta có thể ngồi bắp xôi, cánh cà phê, và nhà chùa
xin quý vị ủng hộ cho để nhà chùa có một phương tiện để mà trả trang trí và giúp đỡ cho các em mua sách ở Việt Nam, những cái cô nhi mà chúng ta đang cần mà nhà chùa chúng tôi đã thực hiện hàng năm. Dạ. Chương trình này vẫn tiếp tục thực hiện tối năm nay thì bây giờ bắt đầu chỉ có mưa năm nay vừa khoảng chừng tối chừng 30% thì chỉ lưu ý quý vị bằng áo ấm một chút và đội nón, và chúng ta dù nữa. Cái dù thì đừng lấy dù lớn quá, vừa phải thôi. Chúng tôi xin tối đêm nay thì chúng tôi sẽ thực hiện trong cái đêm giao thừa để tải đi cho bà con ở bên ở vùng đặc biệt nhất ở vùng East đang ngồi ở trên đó đang chờ, cách nhau ở miền East Coast cách nhau 3 tiếng, ở California và ở Texas cách nhau 2 tiếng. Và ở miền ở Texas là cách mình 2 tiếng là họ miền... cũng có thể coi trên TV. Hãy đăng biết không? Ở Việt Nam bây giờ đang mở theo chương trình của mình, giờ phút này đã mở Lido Sài Gòn nha quý vị, Lido Sài Gòn TV.com và My Lido Sài Gòn TV.com. Chúng tôi một lần nữa xin trước hết là chân cái mùa lễ Tết Nguyên Đán năm Kỷ Hợi, những cái gì mà năm cũ của chúng ta đã có những cái không may mắn hoặc là chúng ta sẽ có những cái điều mà không có thuận lợi, thì nhìn lại hãy những gì mà chúng ta đã làm và vấp phải hoặc thành công. Con cái chúng ta có thể thành công nhưng mà có phù theo đó có những cái phức tạp khác. Xin quý vị, mong rằng quý vị sẽ năng động hơn. Và thưa chủ trì cho con hỏi là bây giờ ngoài cái chương trình là đón còn có chương trình văn nghệ hay là bất cứ một cái chương trình đặc biệt gì là Hải Đăng có biết rằng chút nữa đây thầy không cần phải nói sẽ là chương trình sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ. Dạ, rồi vậy thưa quý vị, quý khán giả của Lido Sài Gòn TV, Hải Đăng vừa phỏng vấn sư thầy là chủ trì thượng tọa chủ trì của chùa Huệ Quang, và như sư thầy đã nói tất cả những chương trình đều vẫn tiếp diễn và đài Lido sẽ thu hình trực tiếp vào tối ngày hôm nay, tối đón giao thừa năm mới năm Kỷ Hợi. Và thưa quý vị, ngoài những chương trình đó như sư thầy chủ trì đã nói là ngoài mùng 1, mùng 2, mùng 3 sẽ có chùa sẽ có những hoạt động rất bây giờ là để cho nó ngắn hạn thời gian đó. Ngày mùng 1 chúng tôi mời quý vị đến để dự để chúng ta được thọc lì xì, và xin quý vị trên băng tần Lido Sài Gòn TV hoặc là chương trình của Pháp Bửu thì quý vị sẽ thấy. Cảm ơn quý vị. Và Hải Đăng và xin cảm ơn quý khán sự theo dõi của quý khán giả của Lido Sài Gòn TV, và xin một lần nữa xin quý vị hãy tới chùa Huệ Quang cùng với tất cả các quý đồng hương mình để đón chào năm mới năm Kỷ Hợi.